Loại máu A sao? Ngay có loại máu của con gái má cũng không biết Bác sĩ, nhưng mà tôi là thuộc loại máu nào? Bác gái thuộc loại máu B Nếu nói theo góc độ y học thì ba má không thể sinh ra con được Có thể nào là bệnh viện đã trao lầm hay không? Cái gì? Trước ngày 15 tháng năm 1983 Nhật ký những đứa nhỏ sinh ra trong bệnh viện trong khoảng thời gian đó Có thể ba má tôi hiện tại không phải là ba má ruột Có thể tôi không phải là con gái của má tôi nếu như đó là sự sai lầm của bệnh viện Thì các người phải làm sao Tuyệt đối không có chuyện này đâu á à. Tôi không muốn sự bồi thường của các người Tôi chỉ muốn xác minh sự thật thôi Tôi chỉ muốn tìm được ba má ruột của mình Cháu không sao chứ <laughs> Dạ Phải để cho bác Bị quảng sợ như vậy Cháu thiệt xin lỗi Không bị gì là tốt Đó là lần thứ hai bác tới đây hôm nay có chuyện gì ờ à, bác đi công chuyện luôn tiện về thăm quê dạ vậy à bình dương là quê của bác con cháu thì sinh ra bệnh viện đó vậy à bác cháu của mình thì là có duyên hả con gái bác cũng chào đời ở đây ô bác thiệt như vậy à <laughs> vậy là bác cháu mình có nhân duyên chúc cháu vui vẻ hả à, dạ cháu có danh thiếp của bác chưa ờ à, dạ chưa hình như cháu đã làm mất nó cháu xin lỗi bác nếu như có vấn đề gì thì cứ gọi cho bác dạ ờ à, không cho dù không có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho bác bác cháu mình có thể đi ăn bữa cơm hay là uống nước à, dạ à, thôi được bác đi trước hả Con gái, gái bác cũng sinh ra bệnh, bệnh viện này Cùng ngài sanh trong cùng một bệnh viện Mình và cổ cùng ngài sanh và cùng trong một bệnh viện Thì là Hàng Trí Hùng giám đốc nhà xuất bản trí tuệ Tùng Lâm à má có nhìn rõ không ừ mắt cũng được xong hơi luôn đỡ rồi Úi chà. cũng tại cái tình thắng tài đó làm cho người ta bực bội gần chết luôn à thôi bỏ qua đi chuyện cũ đừng có nhắc tới làm gì nữa bỏ qua cái gì đau cả hết ruột gan kìa dù thế nào cũng không thể nói một câu tạm biệt nhẹ nhàng như vậy được không thì làm sao má cứ để cho con lo con sẽ xử lý cái tên đó rồi bắt nó quỳ trước mặt má và cẩm lan nó sẽ bị chết chắc đừng hòng mà tái phạm nữa vẫn còn ở đó, dạ, yeah. à, 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 cứ đi ra, ở đây thiếu không khí cũng chết, ra đó có bị bắt thì cũng chết vậy thôi, dạ, yeah, dạ, yeah. nhưng bà lấy cái khăn che cái mặt lại đi rồi cho con mình ra ngoài, đâu có thể ở đây hoài được. À, nếu lỡ như bị bắt à, Nếu như bị bắt Thì con đã sẽ biến mất Giống như là ngồi sau băng Bà Bà hãy nhìn con Rồi cái việc làm theo ha Nè con để ba một mình ở đây hay sao Con à má sao vậy ừ. Đỡ chưa bà xã thái lan bà xã tôi là nam phong chồng của bà đây ở đây có đông người vậy bà thiệt là bà đừng có đánh nữa mà nếu như mà dùng bạo lực ở nơi công cộng Thì trứng gà cũng không có à, Thôi tôi biết tôi biết rồi Ê mặn quá đi Ê thôi được rồi Mà đánh đi Đánh đi đánh cho thoải mái Ly dị đi Cái gì Mau ly dị Bà xã Đừng gọi tôi là bà xã Không nghe thấy tôi nói ly dị sao Ly dị Sao bỗng dưng đòi ly dị Tại sao vì ông nên hôn nhân của Cẩm Lan bị đổ bể đó Chỉ cần ông còn tồn tại Thì cho dù Cẩm Lan hay Mỹ Lan đều không nghĩ tới việc lấy chồng Ông hiểu chưa Cái đồ mặt dày Có người nào dám nhận người bỏ vợ như là ông hay không Đằng nào ông cũng không có đủ can đảm để tìm tới cái chết Thì vì các con của ông Hãy ly dị đi Nếu muốn mấy đứa con gái của ông được sống yên Thì chỉ còn cách đó phương pháp kiểm tra quan hệ huyết thống dna có nhiều cách kiểm tra quan hệ huyết thống phổ biến một số cách như sau chỉ cần lấy năm mẫu tóc bàn chải hoặc khăn mặt đã sử dụng qua các loại lông khác ngoài tóc ra cũng có thể tiến hành được hoặc dao cạo râu đã sử dụng qua nơi giám, giám định, định quan, quan hệ quyết thống. Wow, má làm giỏi thiệt đó, con thì là phục má. Ui, dỗ em bé đi, nếu thấy ngưỡng mộ má thì hãy mau lấy chồng, má cũng muốn tắm cho cháu của má ghê lắm Con không muốn lấy chồng, chỉ muốn nuôi con thôi Mấy đứa nhỏ của các bà mẹ gì thành niên đó, hay là con giúp họ nuôi nha Giống như là người nước ngoài vậy đó, con sẽ làm má nuôi Ui Má sao vậy? Nói cũng như là không nói Tại sao con lại muốn nuôi con của người khác, nuôi dạy con nít dễ lắm hay sao Ui, Chỉ cần có nghị lực và tấm lòng là nuôi được mà Tại sao lại không được chứ Angelina Jolie đã nuôi ba đứa con của người ta đó Cái gì Angelina Jolie Đừng ở đây mà nói chuyện tầm phào Coi chừng má mai cái miệng lại bây giờ Nè Đừng có tối ngày mơ mộng nuôi con nuôi Má sẽ không nhận cháu nuôi đâu ừ. Hơi cha má Bỏ qua chuyện đó đi Con chưa tới 30 mà ừ. Có cái gì đáng để mà khoe khoang hả Bộ nhỏ lắm sao ừ, trời ơi cái con khỉ này Mau lấy cho má khăn tắm Nói tới là chồng là láng đi chuyện khác Thiệt là Ui ừ. Không lẽ muốn ở giá suốt đời à? Cái con khỉ này sao mà sợ lấy chồng quá vậy? Lại đó Dạ, Cháu, cháu là Hoàng Cẩm Lan. Cháu có gọi điện thoại trước đây khoảng 30 phút. Ờ, cháu vô đi. Cháu tìm nhà có khó hay không? À dạ nhà bác cũng dễ kiếm được hãy vô trong dạ chân chờ cái gì vô mau dạ Cháu qua đây uống ly cà phê. Dạ. Cà phê này không biết là có hợp với khẩu vị của cháu hay không. <laughs> cháu xin lỗi đã bất ngờ gọi điện thoại cho bác. Ê, không có gì. Lúc nãy gặp cháu có một chút rồi phải đi. Bác cũng thấy hơi tiếc. Bác cũng muốn hẹn gặp mặt cháu. Thấy cháu tới bác rất vui. À, không biết cháu có làm phiền tới công việc của bác hay không? Phiền cái gì? Bác đang thấy buồn và thấy hơi đói cho nên kêu cô giúp việc nấu cho tô mì một lát ăn chung với bác dạ ừ. cái người bạn trai của cháu à, dạ đã chia tay vậy à vì đi coi mặt con gái của bác hả bác thiệt là xin lỗi con gái bác cổ cũng sanh ở bệnh viện Giống cháu phải không? Đúng Bác gái về đây nghỉ ngơi Con nhỏ kia nó nóng ruột Chưa có tới ngày tháng mà đã chui ra Cho nên phải sanh bệnh viện ở đây Con gái của bác Sanh vào ngày nào? 15 tháng 5, ngày nhà giáo Năm 1983 Ờ phải Nhưng mà Cháu hỏi ngày tháng làm gì? Cháu cũng sinh ngày 15 tháng 5, 1983. Thiệt hả? Nghĩa là cháu cùng sinh và chào đời cùng mình với con gái của bác à? Dạ, dạ phải bác. Ây trời ơi, quá lòng sự kỳ diệu. Có phải không? <laughs> Tôi quỳ xuống sinh bà đó. Bà xã, tôi đã quỳ rồi. Tôi dứt bỏ lòng tự trọng của người đàn ông và dứt bỏ cả quyền quy của người con trưởng. Bây giờ tôi đã quỳ xuống đây. Tôi hứa với bà không cờ bạc nữa. Tôi nhất định sẽ cai. Chắc chắn. Cho dù có chặt tay hay là chặt chân đi nữa, tôi cũng sẽ cai tới cùng. Tôi nhất định sẽ cai cờ bạc. Nhưng mà kêu tôi ly dị bà thì tôi không làm được. Uh, má à Theo như con thì má hãy cho ba cơ hội cuối cùng này đi Xin má tha thứ cho ba Anh hãy tránh qua một bên Tôi vẫn chưa xử lý anh đó Anh vì ai mà mất đi công việc là người nào Vì ai mà bạn bè và người thân quay lưng lại với anh Còn nói giùm nữa hả Bà xin lỗi Câu này con đã nghe nhiều lần lắm rồi Lần nào cũng vậy hết Nếu như má quy định ly dị Thì con cũng sẽ không bao giờ cản trở má Má cũng cần có cuộc sống riêng của mình Sau đó lấy người khác cho đỡ em khổ có nói nữa. Anh hãy im đi làm đàn ông mà không có chút chí khí nào hết không có chủ kiến không có lập trường chỉ được một cái là lương thiện họ là ba má rủ của anh hả em đừng có nói nữa dù gì cũng là ba má của mình ba má không yêu thương em cho nên mới nuôi dạy em hả anh hả cho dù là ba má có như vậy nhưng mà vẫn cực khổ mới nuôi em khôn lớn được bây giờ ba má vẫn còn khỏe mà là may mắn lắm rồi tới khi ba má không còn nữa thì em sẽ cảm thấy hối hận đó nhưng lúc ba má còn khỏe mạnh phải biết hiếu thảo có thể bây giờ em rất ghét ba nhưng tới một khi nào ba không còn nữa em rất nhớ ba nếu như mà có thể gặp lại được ba má thì cho dù là phải đổi hết tài sản anh đây cũng sẽ làm Mặc dù bây giờ phòng giữ ba má là miễn cưỡng Nhưng mà trong tình cảnh này Nhà của mình an toàn hơn hết Bọn du cô Sẽ không bao giờ ngờ ba lại trở về nhà Những nơi mà nguy hiểm nhất Thì chính là những nơi an toàn nhất Hình như mày đã nấu xong cháu rửa tay rồi vào phòng bếp Toilet ở bên kia À dạ cổ đó hả là, là con, con có giám, giám đốc, đốc nhà, nhà sản xuất, sản xuất đó, đó. khác hẳn với người bình, bình thường, thường trên người cổ trên lúc, lúc nào, nào cũng nào mặc đồ hiệu có ai biết được lỡ như ba má ruột của chị lại là một gia đình giàu có chị sẽ được giống như cổ cành vàng lá ngọc tỏa sáng lung linh cháu còn làm cái gì mì nó nở hết rồi dạ cháu cháu sẽ vô ngay ngồi xuống đi dạ cứ tự nhiên dạ Hôm nay thầy Khương tới đây có chuyện gì Không phải hôm nay không có giờ dạy à Dạ Thời gian của thầy rất là quý giá Là chú gọi thầy tới đây Bác ạ à, Thực ra thì là em Em gọi thầy tới Đó là bởi vì Cái bài toán hình học đó Thì phải dùng cái định luật Kêu là cos Ờ Rồi sao Nhưng mà khi thay số vào Thì lại không ra kết quả Rất khó hiểu Em thấy khó chịu lắm Bởi vì làm không ra Nhưng nhất định phải làm cho bằng được Vì vậy mà em gọi thầy tới Chú cũng thiệt tình Chỉ có vậy mà cũng gọi người sắp tới ngày thi chạy tới đây Ê. Dạ phải à, Vậy vậy thì để em tiễn thầy về Thầy à thầy cứ về đi Mọi chuyện ở đây cứ để em giải quyết được rồi Dù gì thầy cũng đã tới Cho thầy gặp chút rồi vậy Gặp ai Gặp người nào Ai vậy ờ, Chuyện này Thật ra chuyện là như vậy bác Là tinh Nguyễn Thầy muốn gặp tinh Nguyễn Hả tại sao thầy lại muốn gặp mặt tình nguyễn của nhà chúng tôi chị cũng thiệt là tại vì họ thích nhau hả cái gì ai ai thích ai à là như vậy thầy khương thích tình nguyễn không phải vậy chứ à, 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 thầy khương à, thầy thích tình nguyễn của chúng tôi ờ à, à, không không phải như vậy nè 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 Nè, má à, pha sữa cho em bé đi Đúng ra phải uống từ lúc 7 rưỡi đó Nãy giờ nó quấy hoài, à, chắc là đói bụng rồi Ờ, à, 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 má biết à, Cảm ơn má à. À, Cậu tới rồi Ừ Thắng giận à, đi bú bình nha Đói lắm rồi phải không Dễ thương lắm phải không Dạ yeah. Lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai Phải Thắng giận, bây giờ chúng ta biểu diễn cho chú này, à không, cho anh này coi nha. Hả? Chú này? Anh sao? Thắng giận, biểu diễn nè. Đa đa đa. Đa đa đa. Ôi à da, thiệt là ngoan quá. thắng giận thiệt là giỏi Cậu có nhìn thấy nó biểu diễn hay chưa Dạ Tôi đã thấy rồi Đi nhỏ rất là giỏi À phải Thầy giáo Khương chắc là cũng rất thích con nít phải không ngoan nè mình đi nha đi bú sữa ôi ừ. chà một người đàn ông đàng hoàng tử tế con người cậu thấy cũng được lắm nhưng mà phải thi cử đổ đạt thì mới cho cậu hẹn hò với tình nguyện Ôi trời đất ơi ôi coi kìa ánh mắt này ơi phải làm sao đây bắt đầu từ lúc nào mà có ánh mắt si mê tới như vậy Ôi trời đất ơi Xì mê tới nổi ngẩn người ra luôn Ôi. Thêm một muỗng nữa nè Giỏi thiệt đó Thắng giận ăn ngoan lắm Nè chúng ta ăn thêm nữa nha Mâm 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 Nè Không, không biết gì vậy, có tốt, gì tốt hay không, không? Ê, ê, Đói bụng quá Ê, coi bộ bảy không muốn đánh mình chết à, mà là muốn bỏ đói cho mình chết đói quá đói run cả tay chân làm ơn cho tôi miếng cơm nè mấy đứa ăn đi cảm ơn ừ cầm lấy cái này lúc nào đói thì ăn cô đúng là tuyệt vời Hồi cha đừng có nói nhiều cố gắng mà học hành đã rớt sáu lần rồi dạ <laughs> lạnh quá thôi cha tại sao hai đứa lại qua đây má nói cái gì cho tụi con ăn vậy Hơi cha, vẫn chưa ăn tối hay sao? Ừ, còn sao sao cái gì nữa. Trí quỷ muốn qua đây chào ông bà ngoại, cho nên tụi con qua đây một lá. À, má làm cơm nấm, con ăn có được hay không? Ngồi xuống uống ly nước trước đã, coi chừng <laughs> ngang. Cảm ơn mẹ. Má à, ở trong hả? Hơi thiệt <laughs> ông ngại có tiếng ngựa hình như có ai gọi ông ngoại thì phải à. ông ngại ơi trí quyển <laughs> cháu gái của ông ông Ngoại cháu chào ông ông khỏe không à, cái bánh này dễ thương quá à, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi cái đó cháu cũng không có biết nữa. Ê, cháu đã lớn vậy rồi sao lại không biết chứ. nhưng mà ông mà lông mày của ông đâu hết trơn rồi. hả? lông mày của ông? À, cái đó, ơi à, Tí nguyễn à, bây giờ thì ông ngoại của cháu đói lắm rồi. ông đã ăn chưa? À, ông sẽ ăn ngay bây giờ. Hey, mặc dù ông không muốn đối xử vậy với cháu ngoại của ông, chỉ là bây giờ ông đói quá, ông phải ăn thôi vậy ông cũng muốn ăn cháu lương hả ờ à, không 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 ông ngoại nói chơi thôi <laughs> à thôi ông biết ông biết rồi ông sẽ không ăn đâu cháu đừng khóc thì khóc nữa ông không ăn đâu cảm lạng à, là hiểu lầm hiểu lầm thôi ba không phải là người như vậy đâu chết rồi Nè Cháu ngoan Đừng khóc nữa Đừng khóc Cẩm Lan Ba tạm thời sống ở nhà thôi Con hãy hiểu Và thông cảm cho ba Ba à Tại sao ba lại không chịu gặp ở bên ngoài đi Lại kêu cổ tới biệt thự Sau đó Ba với cô ấy lại cùng ăn mì Ờ Không hiểu tại sao con cứ cảm thấy ghét cô ta Sao lại ghét cô Chỉ là tình cờ gặp mặt thôi Còn tìm tới nhà rồi ăn mì nữa Con thì không biết tại sao Cô ta lại có thể làm như vậy được chứ Đó không phải là tình cờ mà là nhân duyên Là nhân duyên gì Hai lần định đâm đầu vô xe của bà Thì còn gọi là nhân duyên à Đó là nghiệt chướng thì đúng hơn Cô ấy cùng ngày sinh với con Và cùng sanh ở tại bệnh viện đó Cái gì ừ, Thiệt vậy hả à? Trùng ngày sinh với con Và con sinh cùng bệnh viện Ờ đúng Thì không thể nào tin được Nếu cô ấy làm việc ở hiệu sách K Thì hai đứa sẽ thường xuyên gặp Sau này coi nhau như là bạn bè Như vậy không tốt à Cùng tuổi lại còn cùng ngày sinh nữa Cũng coi như là cùng ngành nghề với nhau Dạ Vậy công việc của bà thế nào Hả Bà quên bạn chạy đánh răng và dao cạo râu à Má cũng thiệt là không biết chuẩn bị làm gì con biết rồi, con sẽ nói với má. Dạ, I love you. ơi, má mình cũng thiệt là. Ôi. Con nói cái gì? Má đã chuẩn bị sẵn bàn chải và dao cạo râu. Ừ, vậy chắc bàn chải đánh răng và dao cạo râu của bà mọc chân chạy rồi. Đâu có phải, má nhớ rõ ràng mà, sáng nay không có bàn chải nên má định đi mua, rồi lấy luôn cái bàn chải mà ba có con thường dùng. Ba đã tìm khắp nơi nhưng mà không thấy. Sao làm gì là có ma vậy? Rõ ràng má nhét vào cái túi của ba con Má hôm nay cho em bé ngủ với con nha Dẹp đi Con nghĩ em bé dễ ngủ lắm hả Cứ hai tiếng là nó thức dậy một lần Con sẽ ngủ không đủ Như vậy cũng được Ngày mai bắt đầu xét dự bản thảo Con sẽ ở công ty suốt cả đêm Tụi con đi Con thiệt là Nó là con của con hả Sao quán quýt như vậy Nhìn nó dễ thương như vậy Con cũng muốn là con của con Úi, Cái miệng của con thiệt là Mau lấy chồng Con biết rồi Hôm nay má được ngủ ngon Chị em mình đi Nè Đi mau ừ, Nè 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 Má má Con nè Không có lưỡng đâu Nè để cho má Để má rù cho nó Nó khó ngủ ghê lắm Cái con nhỏ này thiệt tình à, Nhưng mà cũng kỳ lạ thiệt Bàn trái đâu có thể mọc chân Rồi bỏ đi mất Hả? Cái gì? Ông đói sắp chết sao? Ông chết luôn đi Tránh xa tôi ra Người quá là dơ bẩn Cái gì? Ai dơ bẩn quan cho tôi quá đi Tôi mới ăn cái chút xíu thì sao no được Bà đúng là cái bà giờ độc ác à, Càng uống nước thì càng đói bụng à, Phải chi nước đường thì đỡ rồi Tránh à, ra Tôi làm gì còn sức mà tránh ra à, Bà thiệt tình Ê à, 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 bà này nếu mà muốn chết trong đêm nay thì cứ nằm đó đi. Đang làm gì vậy? Bà không thấy sao? Tôi đang hít đất nè. Cho nên tôi mới hỏi tại sao ông lại làm như vậy? Tôi làm như vậy là để có sức khỏe, để quật ngã bà đó. Cái gì? Quật ngã ai? Tôi với bà cách xa 2 năm rồi, chẳng lẽ tôi ngủ mình hoài sao? Hời, cái gì đây Hai năm xa cách đâu có thể như vậy mà ngủ được À nè Bà xã à Không lẽ bà không cho tôi một chén cơm được sao à, Chỉ cần một chén cơm rượu cũng được hả Nếu mà không có cơm ăn Đâu có sức quật bà Không cần ông phải mất sức đâu Cứ để cho tôi Ồ vậy là tốt quá rồi à, Đi uh, ra ngoài Ê, dạ. Có đi ra hay không Ra ngoài ngay à, 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 Đi thôi, mau à, Được được ừ, Tôi đi rồi. Tôi Tôi rồi Đi, đi, đi ra ngay. ngoài Tôi ra ngoài ngay Ê, Ê, dạ. Cái thằng cha già dịch Ê, này Ê, Thật là buồn chán Cô đơn Lại tổn thương nữa Tại sao mình phải biến thành như vậy Ê, Em cần phải ngủ rồi Tại sao lại không chịu ngủ chứ Thôi em cũng là con mèo đen giống như chị phải không Nếu vậy thì giờ này cũng phải ngủ rồi Ngày mai sẽ có một con quỷ dữ tới công ty Nếu mà chị tới trễ thì sẽ bị con quỷ dữ đó ăn thịt Cho nên chị cũng cần phải ngủ Để tới sớm nếu không thì hắn ta sẽ Thôi thiệt là sợ ghê lắm Ôi cho Tại sao em cứ cười hoài như vậy chứ? <laughs> Không chịu ngủ mà cứ cười hoài. Em mà còn cười nữa hả? Phải cẩn thận đi nha. Chị sẽ hôn em đó. <laughs> em có ba là em có má. Má thương em như suối trên ngàn.

mình thấy trời dậy niên thôi chị à tinh quyển đâu gọi sao nó cũng không có chịu vậy vì đứa nhỏ này mà cả đêm qua nó đâu có ngủ được đúng rồi bây giờ không gọi tinh quyển sẽ đi làm trễ đó đúng không kêu nó dậy ừ. nó sẽ đi làm trễ ầy à, không sao đâu ai dám động tới con gái của giám đốc chứ công ty cũng đâu có quá hà khắc với nhân viên phương châm của công ty là chủ nghĩa tự do tự do cá nhân mới có thể sáng tạo được. Được rồi, vậy để cho nó ngủ thêm. Hả? À, à. à. Buồn ngủ quá làm sao mà lái xe, chỉ khiến cho má lo lắng thôi. À, con biết. Chú có nghe thấy cái gì không? Gì? Tiếng heo kêu cả đêm hôm qua. À, cái bài hát ru đó hả? Đó là bài hát ru hay sao? Như cái đồng hồ báo thức cũng đúng. Nếu mà nghe tin Nguyễn hát thì Ba A Thanh cũng phải thức giấc. Ba A Thanh là ai vậy? Cháu có bị làm sao hay không? Con người của cháu thiệt là ngay cả nhân vật trong chuyện mà cũng không biết Tối ngày chỉ lo uống rượu không à Thay vì ngồi uống rượu Thì cháu nên ngồi đọc vài cuốn sách đi Đúng là sự chân là tuổi tác Đó là câu chuyện cổ tích Bộ cháu còn con nít hay sao Chú cứ ăn chơi nhiều vô nè Còn cháu à phải lớn nhanh như thổi Thì phải ráng mà ăn vô cho nhiều Cháu định đem tuổi tác ra để mà trấn áp chú Trấn áp cái gì mà trấn áp Ông chú uống sữa và thằng cháu uống rượu Thì rất khó là hiểu nhau được cho nên cháu mới nói chú như vậy Thật ra chú là người lớn cũng nên Uống với cháu một chén rượu Còn như uống sữa thì khó hiểu nhau lắm Vậy thì uống rượu Định chừng nào uống hay là tối nay nha Chú à Thời gian địa điểm do cháu quyết định Thiệt hả Cái thằng này đương nhiên là thiệt rồi Ta làm chú mà nuốt lời sao Phải bỏ cái vô học trẻ con Hôm nay chú phải sống đúng nghĩa Với hai cái chữ đàn ông Cho nên phải chơi xả láng một lần mới được Ok Không cool. Không có được Sẽ xảy ra chuyện Không được làm Cấm chú làm Ờ, xin chào chú Biên Xin chào ờ, Một tuần có hai ngày không có dùng xe cá nhân có đúng hay không? À đúng Nhưng mà nếu như có lái xe đi làm hay không Thì cũng đâu có người nào có thể làm chứng Làm sao mà kiểm tra được đây Không phải là tôi kiểm tra Là mọi người tự kiểm tra nhắc nhở với nhau Để mọi người nhắc nhở với nhau hả? Đúng rồi Nhưng mà nếu ba lần bị chủ biên bắt được thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc có đúng hay không đúng nhưng mà quyền nhân sự sẽ thuộc về giám đốc và chuyên vụ mà bắt đầu từ ngày hôm nay quyền nhân sự thuộc về của tôi mọi người đã quyết định như vậy cho nên tôi mới trở về để làm việc thì dạ đương nhiên là phải như vậy rồi chúng ta hãy đi vừa dạ có chừng có chừng có chừng cẩn thận chút con đường này rất là gồ ghề ở bên này bên này bên này bên này an toàn hơn

mình uống cà phê dù không biết sở thích của anh nhưng tôi đã thành tâm thành ý để pha ly cà phê này cho anh tôi 9 giờ 30 thay đổi mật mã mở cửa vào công ty. Dạ. Nếu như để mật mã của có ai lén lút vào công ty tôi không thể nào biết được mật mã mới của mỗi ngày sẽ được thông báo ở hành lang. À à à à dạ. Thông báo với mọi người bắt đầu 10 giờ sẽ họp. Dạ thưa chủ biên có thông báo gì anh cứ nói với tôi lại là, là tôi. <cười> 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 Vậy mà nói là lập đơn xin nghỉ việc buổi chiều rồi đó wow, Đúng là không có tính thuyết phục Sao lại quay 180 độ vậy chứ Nhóm trưởng đã tới trễ rồi Hay là gọi điện thoại cho chị Không có cần, chắc là cố ý Anh có dám sa thải tôi không? Sa thải tôi coi, anh dám hay không? Phải đó, đây rõ ràng là đang thi gan với nhau Nếu không thì Đâu có thể nào tới trễ vào ngày đầu tiên được ừ. Hay là em cứ gọi điện thoại cho chị Không có cần phải gọi điện thoại Trong cuộc đấu này nhóm trưởng sẽ là người chiến thắng Sau đó chúng ta lại có những ngày tháng tươi đẹp Chúng ta chỉ cần đứng nhìn Sau đó chạy về bên chiến thắng Nhưng mà chúng ta phải giao ước Tới lúc để cùng được hưởng thụ chứ Thì đương nhiên Dạ em biết Má à, Làm sao đây làm sao Có chuyện giờ? gì từ từ mà nói Bây dạ, giờ tôi chết chắc rồi Ây cha của nó kìa <laughs> Đã nói nhiều lần lúc nào cũng vậy hết Chưa kiếm kỹ đã quýnh quán lên rồi Nếu có thêm một đứa giống còn nữa chắc chết à. Ê, Nè 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 cẩn thận của chuẩn bị té Đừng có chạy nhanh Má, quá cũng đi. Con à đừng có chạy Cẩn thận chà, Lớn rồi mà giống y như con nít Nó cứ lờ đảng như vậy Có ai mà thèm cưới nó Thầy Khương là người hiền lành Chắc chịu nổi à Các trưởng nhóm báo cáo công việc cho tôi coi Đầu tiên là nhóm kế hoạch một à, Dạ kế hoạch đầu tiên của chúng tôi là chuẩn bị sách giáo khoa văn học cho học sinh trung học thực ra đa số các em trung học đều tiếp xúc với tác phẩm văn học thông qua sách giáo khoa quyền nhân sự cũng do chủ biên tống quyết định lấy thật ra thì có rất nhiều tác phẩm văn học có giá trị cao nằm trong sách giáo khoa cho nên muốn nâng cao thành tích thì phải dùng sách giáo khoa Tổng tháng 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 tháng. nếu đọc tháng nhiều tháng tác tháng phẩm văn học thì các em sẽ có được nhiều bài học nhân sinh quý giá chúng tôi đã tiến hành phân loại 23 cuốn sách giáo khoa căn cứ vào năng lực của học sinh để các em tự chọn lựa sách mà mình phải học. Ôi giờ tôi chết rồi, sao nó lại không chịu nghe lời? Sách giáo khoa sẽ để lại ấn tượng sâu đậm cho các em. Chúng ta có thể nhìn cuốn sách này thiết kế bắt mắt một chút, thay đổi phong cách biên tập xin lỗi chị ba tụi em đã giao hẹn với nhau, nhau. Em, em không thể, không thể giúp, giúp gì cho chị, chị được. được như vậy sẽ mang lại cho các em cảm giác thoải mái khi học tập không lớn không nhỏ kích thước vừa dặn hình như là đang họp rồi tôi nhất định mới tham gia cuộc họp này tại sao lại ngủ nướng được chứ chỉ tại không biết nghe lời của má à. Anh, anh là Doãn Thắng Tài Không gọi, gọi được cho em nên đoạn đoạn nhắn tin Anh, anh định, định sẽ tới chỗ của em, em khi tan sở à, Vậy hẹn em lúc, lúc đó chúng ta gặp, gặp nhau Ơi ừ, trời, điên rồi sao Cái gì, tan sở sẽ tới tìm tôi Giờ này tôi còn chưa có vô làm được nè Ôi, ừ, làm thế nào đi vô bây giờ À, gọi cho anh Ờ, à, anh à, là em Em đang đứng ở ngoài cổng chính của công ty nè Mở cửa giùm cho em đi Nè trưởng nhóm mà nói chuyện với thượng cấp như vậy hay sao mở cửa cho em được à cũng nhỏ này thiệt mất nết hỗn láo với anh mà như vậy á dầu anh được cũng không để yên cho em bây giờ tao đang bận dập máy liền gì hả thiệt dám chỉ đạo cho tao hả mày coi đây nè không sai định trấn áp anh mày hả phải không để anh mày không còn chỗ đứng Thật ra chị tới trễ hay là nghỉ làm Tới giờ vẫn không có tin tức Trưởng nhóm hàng trước đây cũng như vậy sao Dạ đâu có Cho đến ngày hôm nay thì chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra Đây là lần đầu tiên Gì hả Dạ thưa chủ nhiệm Tôi vừa trình bày về kế hoạch của nhóm chúng tôi Có cần phải tiếp tục nữa không <laughs> bản kế hoạch đó là của chị Hằng mà Tiếp theo là nhóm kinh doanh Dạ <laughs> Nè Hello Tôi là Hằng Tinh Nguyễn Trưởng nhóm kế hoạch ba Phải làm thế nào bây giờ Hình như là đổi mật mã cửa rồi Không mở được Có ai mở cửa cho tôi được không Tôi là Hằng Tinh Nguyễn Làm ơn mở cửa cho tôi vào Ủa, ở đây ở đây là tôi nè ôi dạ cái gì vậy tại sao lại là anh ta chứ chào chú biện tôi chính là hàng tên quyển đây hình như là cửa chính có vấn đề anh làm ơn mở cửa giùm Ui, cái, gì cái gì vậy, vậy không, biết không biết nữa cái thằng cha này không thèm không trả, trả lời, lời tôi. tôi Nè, nè anh đang tức tôi biết tôi không? không? Đúng tôi là đang đuổi, đuổi mà Nè cái đồ nè, khờ ừ. Thừa lúc tôi còn tử tế, tế thì ba mở, 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 mở cửa cho, cho tôi đi, đi. Chú Biên à, thật xin lỗi Anh, mở cửa giùm tôi có được không? Chú Biên à, làm ơn mở cửa giùm Ủa? Nè, nè, chú Biên à Trời, cái tên này tôi đã hát cả tiếng rồi đúng là tồi thiệt ôi, thiệt quá là tàn nhẫn hả nhóm trưởng ôi à dạ, tùng nghĩ đang học hả học xong chưa thế nào có ai đã trình bày bản kế hoạch của chị hay không dạ chị dân hy đã có trình bày rồi có được thông qua chưa à. hả không được ạ à? dạ chính là chủ biên quyết định dạ <cười> <cười> lần đầu tiên tôi trễ, một lỗi. ờ, à, dạ Dám đối đầu có lỗi với lại con gái của tổng giám đốc, quả là không biết quả sợ. Ngày đầu tiên đi làm nhất thiết phải bắt lỗi à? hả? Không, không chấp nhận được nhóm, nhóm trưởng nhất quyết phải đối đầu sao? Sau. Nếu mà anh làm tốt thì đương nhiên tôi sẽ chấp nhận. Cái gì? Ở đây đâu có phải là sân banh? Thế nào? Ráng lên! Đội thêm một cái mũ nồi rồi ráng tay áo. Thật ra thì cô định nói cái gì? Định chụp mũ tôi? rồi bắt lỗi tôi hay sao nói về vấn đề chính đi chỉ vì muốn bắt lỗi tôi nên anh đã cho người khóa cửa công ty lại À không phải là để bắt những người chuyên môn đi trễ và những người cố ý tới trễ không phải là tôi cố tình tới trễ ồ vậy sao tôi đã biết vậy được chưa <laughs> nghe nói là anh đã dứt bỏ bản kế hoạch của nhóm tôi Trước khi dục bỏ, anh phải xem nó là cái gì chứ. Lý do anh làm như vậy nghĩa là sao? Là vì anh có thành kiến với tôi. Thiệt là. Tôi đã chuẩn bị rất là cực khổ. Xin anh hãy coi lại đi. À không. Hãy xem lại đi. Như vậy được chưa? Làm ơn coi lại. Tôi biết rồi. Rất cảm ơn anh. Tôi cũng như có một việc. Bản kế hoạch đó đang nằm ở thùng rác ở phòng hộp trên tầng thứ ba. Nếu mà cô lấy xuống đây tôi sẽ đầu. Anh nói cái gì? Hay kỳ thay cũng vượt qua rồi Giờ phải vượt qua Cái cửa ấy khó khăn nhất này Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi thú vị nghe hả <laughs> là 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 ai ra nhận đồ nhận đồ là bưu kiện của má ừ. chị cho một ly trà dạ không có gì đó chứ dạ yeah. là nhà của cậu à ờ uh, uh, sao một ly trà lẻ lên dạ yeah. ờ uh... à, để tôi giúp cho tôi có mang kèm với là búa tới nè tôi làm nhanh dữ lắm cậu cũng biết tôi mà tôi đã từng nuốt dao cạo đây chỉ là chuyện nhỏ thôi hình như cảm giác đói lại tới nữa tự nhiên là thấy thèm thuồng dao cạo Mau qua đây. À à à, 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 à để, để em pha trà cho 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 chị nghe. Chị định uống trà gì? Trà hả? Có thể gọi xe cảnh sát tới hay không? Hả? À? Cảnh sát? T tại sao gọi xe cảnh sát? Đâu, còn tại sao? Để tới bắt con người bội bạc như cậu. Trước khi cho cậu vào làm ở sở tư pháp, thì phải cho cậu xuống địa ngục cậu không biết chuyện này hay sao? À, chị, chị 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 à chị tức giận em thì có thể hiểu được nhưng cách uy hiếp đó thì có hơi nam nữ yêu nhau chia tay là chuyện thường có kết hôn thì cũng sẽ xảy ra cẩm lan đã mang con của cậu nói gì? cẩm lan đã có bầu và đây là hình siêu âm. <laughs> phòng giám dành định dành quan, quan hệ quyết thống ở đây làm kiểm tra quan hệ quyết thống à đúng chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cô bằng mọi cách bưu điện email điện thoại hay là cô tự tay lấy ừ. tôi sẽ để lại địa chỉ ở đây nhờ các chị hãy giúp giùm ừ. nhưng Cô biết khi nào sẽ có kết quả? Chiều mai là sẽ có kết quả. Nhanh như vậy à? Sao vậy? Bộ cô không muốn biết kết quả sớm à? Đẹp quá! Đẹp quá đi! Nè chị, hãy coi bộ đồ mới này. À, sao? Có người tìm chị à? Chị đi ăn cơm trưa với ai? Ờ, à, không có. Vậy chị đi đâu? Ờ... À, chỉ là đi lên quanh thôi cái gì không phải nói là không được giữ bí mật sao tới lúc đó chị sẽ nói em biết chắc là có chuyện Là đồng phục mới à ồ nhân dịp kỷ niệm ba năm nền thiết kế khá đẹp mắt chị thấy coi nè ừ cũng đẹp lắm <laughs> vậy là em có thể khoe đôi chân dài thoang của mình phải mua một đôi dài cao gót trời hôm nay xanh xanh chị muốn mặc thử hay không chị đi làm còn lâu lắm mới tới lúc vào mặt cái này thôi chị đi chờ em với mọi người đã về hết rồi phải không sao lại yên lặng đi để chuẩn bị cho bữa tiệc đoán chủ biên mới nên mọi người đã ra ngoài em mời chị thank you còn em em vẫn còn có hẹn ờ à, vậy à em đi đi chị định ở đây suốt cả đêm cũng không có cách nào khác chắc là phải kiên trì mấy ngày chị ở làm một mình không sợ hả có cái gì để sợ không có ai ở đây cũng coi như là thế giới riêng của mình thôi chị định ngủ lại ở chỗ này vậy thì em sẽ bật điều hòa cho lớn lên một chút chị hãy tới phòng chờ mà ngủ nhân thiện tắm luôn thể cái gì người của chị có mùi tóc của chị ờ à, vì sáng nay chị quá là vội vàng bây giờ mới nhớ ra đã ba ngày rồi chưa gọi nên em mới nói vậy thôi em về trước chị nhớ đóng cửa cẩn thận ha chào chị ừ em đi đi <cười> <cười> À, à nè à, nè à nè cắn 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 à sao vậy uống gì có chút xíu à không phải đã nói rồi hả à? hôm nay phải say một trận chú uống mau lên đi không cần phải góp thời gian vẫn còn nhiều mà từ trước tới nay uống rượu thì phải từ từ thưởng thức Như vậy mới ngon miệng chứ Cháu học cách uống rượu của ai Học cái gì mà học chứ Cháu lén lúc uống thôi Cho nên cháu mới không biết gì hết Cháu làm sao đây chứ Chú vẫn chưa hiểu được cái thế giới của người lớn đâu à Cháu của chú là hoàng tử khi cuộc sống về đêm Là Night Prince Chú có biết công chúa ở trong chuyện cổ tích hay không vậy hả Cũng đúng thôi Cho dù chú biết My Princess và Godfrey Prince chú à chú thích kim thái hư hay là doãn ân huệ cho nên nói chừng nào cháu mới lớn khôn đây ê không phải chú à, không có chút hứng thú nào với bọn họ chứ hả à thôi không sao phải bắt đầu từ câu chuyện này thì mới có tiến bộ được chú nói đi hả chú thích người mẫu nào như thế nào chú thích mẹ của kim huệ tử hơn là mẹ kim thái hy và thích doãn tuấn hy hơn là doãn ân huệ vậy được chưa cái gì là ai nếu mà nhắc tới phụ nữ thì chú đây cũng phải hỏi cháu một câu Dạ chú cứ hỏi đi Tới khi nào thì cháu mới dẫn cháu dâu của chú về Cái gì cháu dâu hả Thì là vợ của cháu đó Vợ của cháu thì tức là cháu dâu của chú rồi Cháu đừng có phí sức nữa Dành sức cho vợ con đi Nếu mà cháu được làm ba thì chú đây cũng có cháu bồng à, à Vợ của mình chính là Cháu dâu của chú Ôi trời Mặc dù ba cháu không nói ra Nhưng mà ba của cháu sốt ruột lắm ba của cháu nhưng lúc ba má cháu còn khỏe tốt nhất là cháu nên sinh con đi để hai ông bà có cháu ẩm bồng ba đâu thấy ôm mình vô lòng có ổng được nhưng mà con mình nó thì được á mình phải xúc tiến trước tình quyển à tôi cũng tôi nhờ cũng có một, một việc. việc bản kế hoạch đó đang, đang nằm ở thùng rác phòng họp trên tầng, tầng thứ ba, ba. nếu mà cô, cô lấy xuống đây, đây tôi, tôi sẽ đọc 啰。 Hey Hmm. <laughs> Có ai trong đó hay không vậy? Mở cửa giùm đi. Có ai trong đó hay không vậy? Có ai ở trong đó hay không vậy mở cửa giùm. <laughs> mở cửa ui nè 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 có ai trong đó hay không mở cửa giùm giúp tôi với Ôi trời! <laughs> lại có người sai rượu nói lung tung nữa rồi không biết là có chuyện gì đây lại la ầm ĩ lên <laughs> do 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 gì vậy rõ ràng lúc nãy có đi coi đâu có ai đâu C là cái gì đây không lẽ là ăn trộm sao à, trời ơi tôi chết tôi chết làm sao bây giờ à, làm sao đây phải thật là bình tĩnh bình tĩnh làm chút cần phải gọi cảnh sát gọi cảnh sát à, điện thoại à, điện thoại để trong phòng làm việc rồi à, cái cây cái cây lớn ở đâu ở đâu rồi hả để chỗ nào